hung thủ lợi dụng trường khí của cổ kiếm để giết người. Còn một thanh kiếm vẫn chưa tìm được, vậy có nghĩa là sẽ còn một người bị giết. Tất cả cửa sổ đều khóa trái từ bên ngoài. Hung thủ không thể thần thông quảng đại, biết cách đi xuyên tường chứ. Mọi chuyện vẫn chưa đến hồi cuối. Đúng vậy, tổ chức là hung thủ. Tình nhất đại sư là cao tăng đắc đạo nhiều năm, sao ông liên tục giết ba người phạm tội việc nặng này? Tôi biết hung thủ gây án như thế nào. Như quản sự giết người rồi quay rời khỏi sơn trang sao? Tôi đã giết ai? Quỷ kế của ngươi đã bị ta lật tẩy rồi. Tôi không biết ngươi đang nói gì. Vậy để ta nói cho ngươi nghe. Bắt đầu từ khi ngươi trộm ba thanh cổ kiếm. Tôi trộm kiếm, chìa khóa của tà kiếm các xưa nay cho Dương gia bảo quản và sử dụng. Sao tôi có thể mở được khóa để lấy trộm kiếm chứ? Lúc Dương gia giao chìa khóa cho ngươi để mở tàng kiếm cát, ngươi đã làm giả một cái điều quán tử, sau đó tìm cơ hội trả lại là được rồi. Có chuyện này sao? Qua uổng quá. Ngày đó rõ ràng do tên Hắc Y lấy trộm kiếm, quân cô thấy mà. Dĩ nhiên tôi nhìn thấy. Thật ra bóng áo đen là người giả do huynh điều khiển, mục đích để mọi người tưởng kẻ trộm kiếm chính là người khác. Nếu như tôi trộm kiếm, tôi đâu có cơ hội giết chết Hạ Ân. Đừng quên, sau khi tàng kiếm cát xảy ra chuyện, tôi luôn đi chung với huynh. Hạ Ân không phải chết sau khi tôi gặp huynh, mà trước đó. Không thể nào, Hạ Ân bị kiếm thiên kiếp giết, có nghĩa sau khi kiếm bị trộm, cũng tức là sau khi huynh gặp Di quản sự. Trước khi tôi đến tàng kiếm cát thì ba thanh bảo kiếm đã bị Di quản sự lấy trộm. Hắn diễn một màn kịch cho tôi coi, để mọi người nghĩ lệch hướng đi. Nói cách khác, trước khi vô tình đến tàng kiếm cát, Hạ Ân đã bị giết. Vậy thì có thể giải thích tại sao Hạ Ân chết ở trên đường? Di quản sự là di chuyển thi thể đến bờ suối. Căn cứ tình hình máu chảy, có thể suy đoán thời gian tử vong của người chết. Di quản sự ngâm thi thể của Hạ Ân vào nước là muốn che giấu tình hình chảy máu, che giấu sự thật Hạ Ân bị giết từ trước. Vậy Trần Đại Trung và Lôi Ba cũng là do hắn giết. Hắn lén vào phòng Trần Đại Trung giết chết ông, sau đó chuyển xác ra ngoài, còn trò chuyện bình thường, đánh lừa dư luận. Còn cái chết của Lôi Ba, hắn giả làm mật thất, và người đầu tiên đẩy cửa lại là Di quản sự. Tịnh Nhất đại sư chỉ nhận tội thay hắn thôi. Tịnh Nhất đại sư, sao ông phải nhận tội thay hắn? A Di Đà Phật, chuyện đến nước này, bần tăng cũng không thể bảo vệ cho ngươi nữa. Vì thí chủ, ta không cần ngươi bảo vệ. Bắn hắn cho bổn vương. Ngươi là hung thủ giết người, bỏ ta chịu trói đi. Ta là hung thủ giết người, vì bọn Hạ Ưng là gì? Chúng mới là hung thủ giết người. Đúng vậy, bọn ta có lỗi với ngươi. Sao đại sư lại nói vậy? Nếu ta đoán không lầm, Di quản sự là hậu nhân của Ngưu Gia Trang năm xưa. Phu phụ trang chủ Ngưu Gia Trang là cha mẹ ruột của ta. Năm xưa đám tặc Bình Lan Sói các ngươi đã cướp bóc Ngưu Gia Trang, giết chết cả nhà của ta, khiến cô gì như ta lưu lạc tứ phương. Sau đó đến Dương phủ làm gì, ta vẫn nhớ rõ mối thù nhà. Đến khi Dương gia muốn mở đại hội thưởng kiếm mời người trong võ lâm, thì ta đã biết thời cơ trả thù đã tới rồi. Danh sách khách mời do người giết thay ta, vì vậy người giết thêm tên của bọn Hạ Ưng, còn thông báo để họ tới đây sớm. Tôi phải giết họ để trả thù nhà. Giờ ngươi cũng đã ở đây rồi, ta phải giết luôn cả ngươi. Bần tăng tội nghiệp quá nặng, lý phải chịu phạt. Lúc trước ta phát hiện ngươi biết cách trồng đào hoa gia truyền trầm ngư lạc nhãn của Ngưu gia và cái bớt trên tay ngươi. Ta biết ngươi là hậu nhân của Ngưu gia Trang. Sau khi ta biết ngươi là hậu nhân của Ngưu gia Trang, ta âm thầm để ý. Sau khi ta thấy ngươi giết Lôi Bá, ta mới hiểu rõ Hạ Ưng và Trần Đại Trung cũng do ngươi giết. Ông vì bao che cho Di quản sự nên đã bôi đi ba chữ Di Kính Đào mà Lôi Ba để lại. Hơn nữa còn cố tình bôi dầu thơm trên áo để cho tôi nghi ngờ. Khi thấy mọi người sắp biết chuyện ở mật thất, bần tăng thừa nhận tất cả, hy vọng có thể bù đắp tội nghiệp đã gây. Người muốn chuộc tội thì nhận kiếm của ta đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Giữ chặt tay đừng buông ra. Dù sao cũng khó tránh cái chết. Bây giờ tôi có thể yên tâm đi gặp cha mẹ tôi rồi. Quynh không được chết. Cái nhà của tôi trông cậy vào một mình tôi, Quynh không thể chết được. Trời đất bất nhân, người tốt chết quang, kẻ xấu sống vui vẻ. Cô trách thì trách chúng ta bất hạnh đi. Đời người có ai mà không chết. Người chết như vậy chỉ là cái chết vô nghĩa thôi. Cho dù cha mẹ của ngươi, ngươi cũng không gặp mặt được họ, thì ngươi cũng giống như Hạ Ân, đều là kẻ giết người. Bọn Hạ Ân đáng tội chết. Chúng đáng chết. Ai sẽ nói thay cho ngươi bọn Hạ Ân đáng tội như thế nào? Người ta chỉ nói ở đây có một tên giết người máu lạnh thôi. Ông nói bậy, ông nói bậy. Vì các tiên sinh, ông được khiêu khích hắn. Bà của tôi nguy hiểm lắm rồi. Nếu khó tránh khỏi cái chết, sao ngươi không chịu lên kinh đến chùa Đại Lý nói tất cả mọi chuyện, để thiên hạ được biết thần vệ quân gây tội ác gì, và nói rõ chuyện của Ngưu Gia Trang. Cha mẹ ngươi sẽ ngậm cười dưới suối vàng, họ không thể chết bờ ám được. Và các tiên sinh nói rất đúng, phải có dũng khí gánh giác, Ngưu Gia Trang mới có thể rửa sạch oan tình. Phải đó, cha mẹ huynh trên trời linh thiêng cũng không muốn thấy huynh sợ tội thượng sát.